Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Glam V. Nhìn thì cũng đã biết rồi là chúng mình chuẩn bị làm cái gì. Để cho thử thách ăn mì cay không bị chìm vào quên lãng thì cuối cùng bốn đứa mình cũng đã quyết định bốn đứa, chỉ có ba đứa không biết ăn cay thôi. Mà cũng đã quyết định làm thử thách mì cay ngày hôm nay. Ok, luật chơi là cũng rất là đơn giản thôi. Mọi người sẽ bắt đầu ăn cùng một lúc và người nào mà finish cái dĩa cuối cùng á thì sẽ bị phạt. Và chúng mình đều thống nhất với cái hình phạt là sẽ đứng dưới hồ bơi của chung cư, sẽ nhảy điên loạn, không cần biết nghe những gì hết. Mà đặc biệt chú ý là hôm nay chủ nhật, hồ bơi sẽ rất là đông người. Sẽ có một bản trình diễn rất là ấn tượng. Get ready mà quá hết trong miệng rồi. Sẵn sàng chưa? Sữa, khăn giấy. Nhức đầu. Ok, mày cay nha. Không dám sợ môi. Mày cay à? Không dám xong môi luôn, nhìn anh như là sắp chết nha. Yeah. Ready. 1 2 2 rưỡi 3. Chết. Mình không giờ cuối là được. Đôi màu hồng tự nhiên. Đừng ngừng lại, ngừng lại sẽ cay lắm. Tình chiều với ai là thích nhất của mình. Nhiều hơn hay là như nhau là má. Cái này thay bao tử xuân. Ê, tôi nghe bạn bằng nguyên thua. Bà má là còn nhớ bà má lắm. Chảy máu miệng.
Xuống hồ bơi chạy đường nhảy điên cuồng gì đó không người biết. Yeah. Đây là người thắng cuộc. Yeah. Không có là được. Giờ thì cổ họng đã không feel được gì nữa, còn bao tử thì cảm thấy hơi đau đau rồi nên là đi mà mà khiến thông mặt thùng foundation hơi chảy chảy chút, nguyên một cái đường nước mắt luôn á, rung hai quẩy. Okay.